Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay em lên sóng test cho bác khách bên Hà Nội, bác Huy bên Hà Nội, bộ dàn Aiqua. Cái bộ này không phải là để em bán nữa nhé, tại vì bộ này là bác Huy bác đã mua rồi, bác đã tin tưởng và chuyển khoản hết cho em rồi. Và trước khi chuyển hàng cho bác ý thì em vẫn phải làm lại một chiếc video để quay trước sau tình trạng cho bác ý. Đấy, bộ dàn này bác ấy mua với tình trạng là full toàn bộ tất cả tính năng, và nó cũng phun hoàn toàn bộ tính năng. Đây, loa thùng quách đẹp, không có sứt mẻ gì, vân gỗ đây. Đấy, vân gỗ rất là đẹp nhá. Bình thường cái model này nó có nhiều màu, màu trắng này, màu bạc và màu gỗ. Màu bạc là hay xước sát, màu trắng thì lại hay bị đổi màu. Còn cái bản màu gỗ này thì nó nguyên si nguyên vẹn, nó không bị đổi màu. Đấy, màu vân gỗ khá là đẹp. Đây, lưới của nó đây, lưới đẹp nhá, đẹp xuất sắc luôn. Đấy, không sứt mẻ một tí nào. Đấy, đóng lưới lên là như vậy. Rất là sang và đẹp. Đấy, cái lưới này, cái lưới nguyên bản của nó có cái kim tuyến lấp lánh kiểu này. Nếu mà anh em đã, nếu mà bọc lại lưới mới nó không có cái lớp lánh này đâu nhé. Đấy, logo không sứt mẻ tí nào, đầy đủ logo luôn. Đấy, con này là có cái cửa ben đây. Con này là mới nên là nó còn có cả cái tem của hãng đây. Izo Aiqua đây. Aiqua đời này là Aiqua của Sony nhá. Tất cả mạch máy và linh kiện của Sony. Cái đời này sản xuất sau 2002. Và Aiqua đã đổi tên thành cái logo này. Đấy. Thay vì cái chữ Aiqua như bình thường, nó đổi thành logo như thế này. Và tất cả linh kiện là Sony sản xuất nhé. Sau 2002, Aiqua phá sản và Sony đã mua lại của nó, nên là đổi logo thành như vậy. Đấy, cửa ben rất là đẹp. Tất cả mặt mạch máy đều linh kiện Sony và rất là nặng anh em nha. Mở ra là biết luôn, kể cả củ loa thế. Đấy, củ bát của nó mở ra bên trong linh kiện của nó khắc chữ Sony và củ bằng chóe luôn nhé. Bát của nó bát bằng lõm, bằng giấy và gân vải. Gân vải cái độ đàn hồi của nó còn cực kỳ tốt nhé, chứ không phải là đã chai cứng đâu nhé. Đàn hồi cực kỳ tốt, đủ độ êm và đủ độ cứng, chứ không có gọi là chai như là để lâu quá. Nói chung là ngon. Về chất âm ngon hoàn hảo nhé. Đấy. Đấy. Nó mạ kiểu không, chẳng hẳn là đen mà kiểu xanh đen, nhưng mà xanh tím. Rất là đẹp. Đấy, chép mica. Đèn vẩy. Màn hình này em có thể đổi màu tùy ý nhé. Đây, đổi rất nhiều màu. Đấy. Đổi rất là nhiều màu. Rất là đẹp. Đèn vải đẹp. Đây, tính năng nha. Cassette ngon. Đây, đang nghe chế độ AUX cắm điện thoại nha. Đây, chuyển sang tab này. Tab là để nghe băng cassette. Cái đoạn băng này không có nhạc, để tôi qua đoạn này đi. Băng tua đi tua lại ngon hết, chạy vù vù luôn. Nói chung băng hoàn hảo nha. Đấy, không có gì mà chê. Bác ấy đặt hoàn hảo là em sẽ để cho bác ấy hoàn hảo nha. Xong. Tiếp phần MD này. MD. MD còn chạy nha. Đĩa này chả biết đĩa nhạc linh tinh gì của Nhật. Thứ cho chạy đây. Đây, phần CD của nó nha. Đấy, CD ngon này. Không giật, không vấp. Loa trước sau đẹp, cục cũng thế. Cục trước sau đẹp hết nhá. Anh em có thể tua bài gạt cái núm xoay này để tua bài này. Đấy. Hoặc anh em có thể bấm tua bài ở đây cũng được nha.
cần đây chạy điện 100V anh em nhé, 55W 100V. Đây là cắm điện thoại vào đây, đây là cắm loa. Cái lỗ này là để cắm mắt ra súp điện nữa anh em nhé. Đây cái e-bass này, khi anh em muốn nghe trầm nhiều anh em tăng ấn e-bass này, bass 1, bass 2 này. Đấy. Tắt bass này. Bass 1 này, khi ấn vào bass lên thì đèn nó sẽ sáng đây, đèn đỏ sẽ sáng đây, bass 1 này. Bass 1 này, bass 2 này. Tắt bass này. Đấy. Khi mình mở bass lên bass nó huỳnh. Đây, loa rất là đẹp. Nói chung là mọi thứ đẹp và hoàn hảo. Rồi. Xin cảm ơn và chào toàn bộ anh em nhé. Vì cái video này là cái video em test tính năng cho bác khách bác Huy bên Hà Nội, bên Kim Ngưu Hà Nội, nên là em sẽ không để giá đây. Và để sở hữu cái bộ như này nó dao động từ mức loanh quanh mức 1,2 triệu đến 1,3 triệu nếu mà anh em có đầy đủ tất cả các tính năng nha. Đấy, 1,2 triệu đến 1,3 triệu tùy độ đẹp của nó. Nhưng bộ này em lấy bác Huy có 1,2 triệu và bác ấy là khách quen thì em sẽ bao ship cho bác ấy sang tận nhà luôn. Đấy, full tính năng và đẹp. Rồi, chào anh em nhé.